Ôi, Dung nghỉ của tớ lâu thế. Đợi chờ là hạnh phúc. Mà cái bụng tớ không đợi được nữa rồi. Đói quá. Đây là cảnh anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết ư? Người đó, em có sao không? Em không sao ạ. Em không sao thì em đứng dậy đi. Không, nước mì đổ hết ra tay anh rồi. Em sơ ý quá. Không sao đâu. Ôi, khoan đã. Ôi, tay anh bị bỏng hết thế này. Anh có đau không ạ? Anh không sao đâu. Bị nhẹ mà. À, Nguyệt ơi, có gì em giúp anh lấy thêm một đôi đũa mới nhá. Nhưng mà tay anh đang bị đau thế kia, lấy đũa làm gì ạ? Ừ, tại vì anh cũng vẫn đang muốn ăn mì ấy. Mà bây giờ không có đũa thì không ăn được. Lúc đau đớn thế mà anh vẫn còn có tâm hồn ăn uống được à? Nhưng mà bây giờ mà không ăn thì nó trương hết lên, ăn lại không ngon. Đợi em một lát nhé. Tiểu đội trưởng vừa nãy 10 điểm không có nhưng. Anh ơi, mì với đũa của anh đây ạ. À, anh cảm ơn Nguyệt nhá. Cái này là cái gì đây? Anh có gọi cái này đâu. Thuốc đấy ạ. Anh bôi vào vết bỏng cho nhanh lành thương. À, cái vết này của anh không sao đâu. Vết nhẹ mà, mấy hôm nữa khỏi. Hồi bé nhá, anh nấu ăn anh bị suốt. Đấy là hồi bé. Còn bây giờ anh lớn rồi. Anh lại còn vừa cứu một đại mỹ nhân nữa. Nhìn anh đau thế kia, em không chịu được. Em thương lắm. Em Nguyệt nói thế rồi, tiểu đội trưởng cứ nhận cho em ý vui. À, anh cảm ơn Nguyệt nhá. Thế còn mì của anh đâu? Một anh hùng vừa cứu một mỹ nhân. Chúng mình sinh ra là để dành cho nhau đấy ạ. Nguyệt ơi. Dạ. Bán cho anh túi bột giặt. Đợi em một lát nhé. Đây ạ, em gửi. Ừ. Mà anh Vũ này, vết bỏng trên tay anh Thiện ấy, đỡ hơn nhiều chưa ạ? À, khỏi rồi. Đấy, nhắc tới tiểu đội trưởng mới nhớ. Cậu ấy bảo anh gửi lại em cái này. À, sao mà còn nguyên thế này? Anh ấy không dùng cái nào à? Vết thương ấy đối với Thiện chỉ là muỗi đốt inox, không xi nhê gì đâu em ạ. Đợi em một lát nhé. Anh, đây là món bánh mà anh Thiện thích ăn nhất. Anh phải cầm về đưa cho anh ấy nhé. Nhớ cậu ấy không ăn thì sao? Không ăn thì anh mang trả lại em. À, thế mà anh cứ tưởng cậu ấy không ăn thì bọn anh được ăn. Mơ ạ. Thóc đâu mà đãi gà rừng. Thế anh về nhá. Vâng. Nhớ là trao tận tay đấy. Nguyệt ơi. Anh Thiện ạ. Em chào anh Thiện ạ. Em lấy giúp anh một chai nước trà nhá. Vâng ạ. Anh như trên nhá. Đợi em một lát. Em gửi anh. Ở đây. Anh cảm ơn. Anh gửi tiền này. Đợi em á. Tiền thừa của anh Thiện đây ạ. Ok, anh xin nhá. À, anh gửi. Cái gì ấy? Sao lại có mỗi 8.000? Chai nước 10.000 mà. Ừ,
Anh vừa thấy em bán cho Thiện 8.000 mà. Đấy là ưu đãi dành riêng cho anh Thảo A Thiện thôi. Ôi à, sao lại thế được? Sao lại không thế được? Đây là quán em muốn bán giá gì là việc của em. Anh có mua không? Không mua được trả lại đây. Mua chứ. Này, của em. Linh tinh. Anh cảm ơn nhá, Nguyệt nhá. Dạ. Bye bye. Đúng là cuộc đời bất công. Đẹp trai 8 và xấu trai hiện 10. Cộng chí ổn định. Tôi chuyển sang huấn luyện cộng chí động tác lê. Kết thúc động tác lê thấp. Tôi kiểm tra đồng chí trình bày điểm chú ý khi thực hiện động tác lê. Đồng chí Phan Mạnh Nhất. Có. Tại vị trí trả lời câu hỏi. Báo cáo đồng chí giảng viên, những chú ý khi thực hiện động tác lê. Chú ý thứ nhất, tay vừa không quá dài không quá ngắn. Chú ý thứ hai, mông và đùi. Cảm ơn ý kiến của đồng chí Phan Mạnh Nhất. Hỏi trong lớp đồng chí nào có ý kiến bổ sung. Đồng chí Thảo A Thiện tại vị trí trả lời. Báo cáo đồng chí giảng viên, tôi xin được bổ sung ý kiến của đồng chí Nhất. Khi thực hiện động tác, tay không được để quá gần hoặc quá xa. Mông và đùi phải là dưới mặt đất. Cảm ơn đồng chí Thiện bổ sung. Trước tiên là biểu dương tinh thần học tập của hai đồng chí. Đối với nội dung kết luận của tôi như sau. Điểm chú ý khi thực hiện động tác lê. Khi lê, tay đưa về trước không quá xa hoặc không quá gần. Khi tiến, mông, đùi là mặt đất. Mắt quan sát mục tiêu. Sau đây, dưới quyền chỉ huy của các ông chí tiểu đội trưởng, chỉ huy bộ đội về vị trí triển khai luyện tập. Bắt đầu. Thiên ơi, cậu chỉ lại giúp tớ động tác lê vừa nãy đi. À, động tác lê cái gì? Đây. Khi thực hiện động tác ấy, các cậu để súng ở đây. Báng súng hướng ra ngoài nhá. Đồng chí Nhất lưu ý này. Tay không được vươn quá xa hoặc quá gần. Đùi và mông là dưới mặt đất. Đấy. Gì? Cậu sao ấy? À, có gì đốt tới à. Chắc là bị kiến cắn rồi. Ok, sao lại có cái kẹo ở trong túi quần của cậu nhỉ? Không phải, cái này không phải của tớ. Này, thế chẳng lẽ kẹo của tớ lại ở trong túi quần của cậu à? Lại còn hình xoắn nóc cái kiểu là xoắn luôn vào tim em ấy nhỉ? Không phải của tớ. Tớ không biết cái này của ai thật. Lần đầu tiên tớ thấy cái này ở trong trường luôn đấy. Tớ biết có một nơi nữa xuất hiện cái này đấy. Nguyệt, lấy anh cái bút. Nguyệt ơi, lấy anh cái bút. Vâng ạ, có cây. Tại sao cậu nhìn tớ ghê thế? Chúc mừng đồng chí tiểu đội trưởng. Cậu đã lọt vào mắt xanh của em Nguyệt rồi đấy. Không, không phải đâu. Tớ thì thoảng tớ giúp Nguyệt nên là chắc là em ấy quý, em ấy cho tớ lúc nào tớ không biết thôi. Ý cậu là cái này để cảm ơn á. Cảm ơn thì mà phải lén lút như thế nhỉ? Bạn bè bình thường thì mà suốt ngày Nguyệt tặng quà cho cậu đấy. Lại còn lấy giá ưu đãi nữa. Với kinh nghiệm tình trường của tớ thì 100% em Nguyệt đang thả thính cậu. Thôi, các cậu đừng nói linh tinh. Tớ còn chả biết cái này ở trong túi tớ lúc nào. Tự nhiên bị kiến đốt, đau ơi ở đâu. Rõ chán cái đồng chí Thiện. Em Nguyệt đã bật đèn xanh đến như thế rồi mà vẫn hỏi là không biết gì. À, hay là chúng ta giúp đồng chí ấy đi. Nhưng giúp thế nào bây giờ? Tớ nghĩ
Bây giờ mình cứ bắt đầu từ cách đơn giản nhất đi. Viết thư tay. Đúng. Nhưng mà vụ này tớ không có kinh nghiệm, cho nên là tớ xin phép không tham gia. Nhưng mà trong bốn đứa, chữ cậu đẹp nhất, cậu mà không tham gia ấy thì ai viết thư tình? Đúng rồi. Bây giờ ấy, cậu chỉ cần viết thôi, còn thơ ca sáng tác này kia thì để bọn tớ lo. Đúng. Trái tim anh bấy lâu nay băng giá, vậy mà sao bỗng chốc lại tan ra. Viết đi. Tại em đó, em thật kiêu sa. Hay không? Lửa trong tim em rực hồng thắm đượm. Sao đấy? Tắc à? Mà hỏi như thế, Băng Anh sao chịu được? Biết làm gì, đành bỗng vội vụt tạt. Có ai? Hay chưa? Sao cụt thế? Cũng tạm được, viết viết vào, viết vào. Còn Vũ, hay là cậu sáng tác hai câu còn lại đi. Nhưng mà tớ đã viết thư tình bao giờ đâu. Ui giời. Chưa viết thì bây giờ viết. Chứ sau này tán tỉnh ai đó bỡ ngỡ hay sao? Ôi lạnh lùng, mạnh mẽ, hiên ngang, chạy đâu mất, bỏ lại anh mềm yếu. Hả? Hay quá! Thơ hay như thế này mà em Nguyệt còn không đổ nữa thì thôi đấy. Sao rồi? Ổn rồi. Nhà trai và nhà gái đã thấu hiểu nhau. Giờ chỉ cần cho hai bên gặp là được. Anh Thiện ơi, em đến rồi hả? Anh đợi em có lâu không? Không lâu đâu. Hình như là Nguyệt có cái gì muốn nhờ anh đúng không? Em như thế. Anh là người chủ động hẹn gặp em mà. Anh hẹn gặp em á? Vâng. Anh có hẹn gặp em đâu nhở? Hình như là em có sự nhầm lẫn gì ở đây rồi ấy. Không, em không nhầm được. Đây này, còn có lá thư anh viết gửi cho em Nguyệt đây. Cái này có phải anh viết đâu nhở? Hình như là Thiện nào ấy. Chứ anh có bao giờ viết thư cho em đâu. Thế anh không phải là chủ nhân của bức thư à? Không, anh không viết. Với cả chữ anh xấu lắm, không được đẹp như này đâu. Chắc là em nhầm rồi. Chán đồng chí tiểu đội trưởng ghê. Công sức mấy tháng nay của chúng ta coi như bỏ sông bỏ bể hết rồi. Trần đời không ai như cậu ấy. Một mối tình chưa kịp nở đã chóng tàn.
Em bê vào trong này đúng không? Để anh bê giúp cho. Thích người ta mà chẳng nói, cứ thể hiện bằng hành động thôi. Anh Thiên ơi, đợi em với.